Bài này chúng ta sẽ làm việc tiếp với Coordinator nhé. Và bây giờ tôi lại giới thiệu lại cái chúng ta bài trước chúng ta đã nói về về gì? Về cài đặt rồi. Và chúng ta đã biết là tôi đã đặt ở trong Warm Server đây này. Và tôi đặt cái thư mục là CI Intro, là tức là Introduction to Code Igniter đấy. Và trong cái thư mục CI intro này chúng ta nhìn thấy không? Đây CI intro ở trong www, và chúng ta sẽ chú ý đến cái application này nhé. Application là nơi mà chúng ta sẽ phát triển các cái ứng dụng, tất cả các cái file PHP chúng ta sẽ làm trong này. Và đặc biệt chúng ta sẽ lưu ý đến controller, đến config và đến model và đến view. Đại khái là những cái thư mục này chúng ta sẽ làm việc đến đầu tiên, còn những thứ khác chúng ta sẽ nói về sau. Và bây giờ tôi chạy đầu tiên là tôi phải mở và tôi mở localhost nhé. Đây, mở localhost đây. Được chưa? Và tôi sẽ trỏ đến cái file của chúng ta là cái file gì? Đây, CI intro, và chúng ta thấy nó chạy ngay. Welcome to Coordinator. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ làm một chút với đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái controller mới nhé. Và chúng ta làm control mới thì chúng ta sẽ tạo một cái control mới, thì tôi dùng cái Notepad. Đây là welcome thì chúng ta tạo một cái file new. Và chúng ta lấy cái welcome, chúng ta chỉ việc paste vào đây thôi. Tôi Ctrl A, tức là tôi copy tất cả, Ctrl C và tôi paste vào cái file làm một cái controller mới. Và đầu tiên tôi sẽ xóa hết những cái ghi chú này cho cái file này nó đơn giản này. Thực ra một cái controller của chúng ta chỉ có thế này thôi, và tôi sửa cái này tên là class, gọi là chúng ta gọi nó là class site nhé. Và chúng ta lưu cái này với cái tên là, đây chúng ta để controller đây rồi đúng không? Tôi sẽ kéo lên cho chúng ta nhìn thấy rõ. Và chúng ta gõ vào đây là site.php site. Và chúng ta nhớ để ý là cái tên class thì nên viết hoa chữ đầu đầu tiên, và cái ở trên file thì không cần. Và chúng ta có đây là ở trong cái welcome thì chúng ta có cái dòng này, và bây giờ chúng ta chỉ việc đơn giản là gõ một cái echo. Thực ra là chúng ta thử thôi mà, echo echo gì, hello I am a controller site control. Và chúng ta thử như này nhé. Và để mà chạy ra được cái controller này, đây chúng tôi cũng có thể gõ close cái này lại được không? Chạy ra cái controller này thì tôi sẽ dùng đến Google Chrome này. Tôi kéo vào đây, localhost, đúng chưa? Và tôi gõ vào đây là index.php, và đằng sau cái index.php này là tôi gõ site, thì nó sẽ chạy được cái controller. Tức là ở cái mức này là mức của application này, và đến đây là controller, enter. Chấm PHP chứ nhỉ? Page not found. Đấy, nhiều khi tôi cứ hay quên, và tôi quên cái dấu chấm phẩy ở đây này nhé. Được không? Tôi vừa cho dấu chấm phẩy vào đây, và chúng ta thử lại với refresh này. Hello, I am site controller. The site controller. Có nghĩa là chúng ta biết là cái cách mà cái code igniter nó load, đây là nó load đến đây là ở cái application này, và đến đây là đến control site. Đúng không? Và bây giờ là gọi đến cái controller này nhé.
Và muốn chúng ta muốn có một cái method nữa ở trong cái đây là class, chúng ta nhớ là class extend CI controller nhé. Và chúng ta làm một cái function, tức là một cái method khác thì chúng ta cũng có thể copy ở trên này xuống được chưa? Cho nó nhanh. Chúng ta copy một thành một cái method khác. Mà người ta gọi chẳng hạn gọi là function do something. Do do something. Ở trong này ta echo cái gì, bỏ cái dòng này đi nhé. Echo do something. Do something. Something. Chúng ta thấy rất là đơn giản. Và để gọi cái method này thì người ta làm như thế này, chúng ta sẽ làm như thế này. Đây là đến mức controller rồi, mà đến mức method ở dưới nữa thì chúng ta có thể gọi nó là do something. Do something. Enter. Chúng ta nhìn thấy không? Method. Đấy là chúng ta biết cách, đây chúng ta biết về cái các cái class, và đến đây là mức controller và đây là method của controller. Ok. Và bây giờ chúng ta đã biết cách mà làm một cái, đã sửa được một cái method rồi, đã làm một cái controller. Và chúng ta biết là để mà đây, tôi sẽ nói vào đây. Tức là như thế này, đây không phải là một cái cách mà chúng ta làm việc với CI. Tức là CodeIgniter thì không bao giờ echo anything, không bao giờ làm in. Đây là cái chức năng của view nhé. Còn chức năng của controller là chỉ gọi đến, thì chúng ta sẽ làm như thế này này. Chúng ta sẽ sửa lại cái này và chúng ta sẽ load. Và chúng ta có thể bỏ cái do something này đi. Ví dụ như thế là đủ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ load một cái view. Bây giờ là view là home chẳng hạn nhé. Home. Bởi vì chúng ta khi mà muốn thể hiện cái view thì chúng ta bao giờ cũng đi qua controller và gọi cái view bằng cái cách này. Và bây giờ chúng ta sẽ xây dựng một cái view mới nhé. Đây nhé, ta làm một cái view, một trang view. View thì chúng ta biết là chúng ta để dạng PHP và nó là một cái file HTML bình thường thôi. Các bạn nhìn thấy đây nhé. Cái file HTML đơn giản nhất. Ví dụ tôi chỉ gõ lại đây là Welcome to my homepage chẳng hạn nhé. My homepage. Home page. Viết cái này như này cũng được. Và chúng ta lưu nó lại. Save. Và đây chúng ta không để một controller mà chúng ta đưa vào view nhé. View, view, view. Và chúng ta đặt nó tên là gì nhỉ? Home đúng không? Đây. Home. Chấm PHP. Được chưa? Home chấm PHP. Và bây giờ chúng ta vào cái site này. Đây có phải là sai không? Đúng rồi. View Home. Và ta thử chạy nhé. Đưa Google Chrome vào đây. Và ta chạy localhost. Nó gọi là CI à? CI Intro Index đây này. Block có không phải. CI Intro. Và chúng ta gõ vào đây là index chấm php và size được chưa? Đây như đây là gọi đến application này, đây là đến controller này. Và vì cái controller nó load cái view của chúng ta, và chúng ta nhìn thấy đây chưa, đây controller size thì cái size này nó load view home. Và chúng ta đã chạy thành công. Được chưa nhỉ? Và có lẽ nhân đây tôi nói một chút về cái cách làm việc của các cái
các cái ứng dụng mà dựa vào CodeIgniter. CodeIgniter là làm việc theo cái mô hình nó gọi là MVC, M model, V là view và C là control. Và bao giờ một cái ứng dụng nó cũng một cái controller là một cái class, như chúng ta nhìn thấy này, thí dụ sign là một cái controller. Ở trong này nó sẽ có một cái function, thí dụ như đây là function index thì nó là chạy mặc định nó chạy cái function này trước, và như lúc nãy chúng ta biết là nó có thể có những cái method khác nữa như chúng ta đã thử rồi. Và cái method này thì nó cái controller này thì thường thường nó làm việc với model, tức là model là những cái đặt là những cái class, và cái class đấy thì lại làm việc với database và để lấy dữ liệu ra, sau đó thì nó chuyển sang cho view để hiển thị. Tức là mô hình MVC thì nó tách biệt các cái chức năng, thí dụ như là lấy dữ liệu thì là một thứ là của model rồi, model, và view chỉ là những cái HTML và để hiển thị thôi, nó tách biệt các cái chức năng, còn controller là các cái chức năng điều khiển để điều phối những cái việc đó. Thì nó làm cho cái code nó càng ngày càng sạch, và nó gọi là separation of code đấy, tức là những cái để những cái chức năng hoặc là những cái chức năng đó nó không lẫn lộn vào nhau, và code nó sạch, và cái ứng dụng của chúng ta được dễ duy trì, dễ bảo hành cũng như dễ phát triển. Đấy là cái cách làm việc của MVC. Vậy nhỉ, cái bài này có lẽ chúng ta chỉ làm ngắn ngủi như vậy, và chúng ta sẽ làm một cái video tiếp và phát triển dần lên nhé. Bởi vì đối với chúng ta, cái mô hình MVC cũng như là cái cách làm việc của CodeIgniter rất là mới lạ, và chúng ta sẽ đi từng chút xíu một, và có lẽ cái video này tôi sẽ dừng ở đây. So, thank you very much for watching and see you next time.